Nhắc đến dầu dừa, người ta thường nghĩ ngay đến làm đẹp, nhưng trị hôi nách bằng dầu dừa hay dùng dầu dừa chữa trị hôi nách thì lại rất ít người biết đến. Vậy liệu cách trị hôi nách bằng dầu dừa này có hiệu quả không? Cùng phân tích và đánh giá hiệu quả của cách trị hôi nách bằng dầu dừa luôn nhé! Công dụng từ dầu dừa. Từ xa xưa, dừa được ông bà ta dùng để chế biến thành nhiều món khác nhau như mứt dừa trong dịp lễ Tết hay chế biến món dừa kho phục vụ trong mỗi bữa cơm. Ngoài chế biến thành thực phẩm thì người ta phát hiện ra rằng tinh chất trong thịt dừa có chứa nhiều axit béo có tác dụng làm đẹp, dưỡng ẩm cho da, nhất là có tác dụng chữa bệnh hôi nách mà không để lại bất kỳ phản ứng phụ nào đối với cơ thể hay làn da của bạn. Các cách trị hôi nách bằng dầu dừa mà nhiều người vẫn hay áp dụng. Trị hôi nách bằng dầu dừa nguyên chất. Lấy từ 2 tháng 3 giọt dầu dừa nguyên chất, tránh lấy quá nhiều gây tác dụng ngược lại, thoa đều lên vùng nách đã được vệ sinh sạch sẽ. Vừa thoa vừa massage khoảng 5 phút rồi để khoảng 15 phút cho dầu dừa thẩm thấu sâu vào bên trong giúp tiêu diệt ổ vi khuẩn. Sau đó, rửa sạch vùng nách bằng nước ấm, lau khô bằng khăn, nên thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ. Để đạt hiệu quả cao hơn, nếu kiên trì và thực hiện đều đặn sẽ khử được mùi hôi nách khó chịu. Cách trị hôi nách bằng dầu dừa và chanh tươi. Cứ 3 thìa cà phê dầu dừa thì trộn cùng 1 thìa nước ép chanh tươi. Hòa đều hai hỗn hợp lại với nhau. Trước khi thoa, cần vệ sinh vùng nách sạch sẽ, rồi dùng bông tẩy trang chấm đều hỗn hợp dầu dừa và chanh tươi, thoa đều xung quanh hai bên nách. Rồi massage tầm 5 phút, hết 5 phút bạn lại xoa lại cho đến khi hết mùi hôi nách biến mất. Rồi rửa sạch vùng nách bằng nước ấm và dùng khăn khô lau lại. Trị hôi nách bằng dầu dừa và gừng tươi. Dùng nước ép tinh chất từ gừng tươi trộn đều với nước cốt chanh với tỷ lệ 1:1, dùng bông tẩy trang thấm nước hỗn hợp rồi thoa đều lên vùng nách đã được vệ sinh sạch sẽ tầm 10-15 phút để hỗn hợp dầu dừa và nước cốt gừng thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông và diệt vi khuẩn. Khi hết giờ, bạn rửa sạch vùng nách bằng nước ấm và lau khô cho vùng nách luôn được khô ráo. Lưu ý, nên làm vào buổi tối hay sau khi tắm xong để kết quả được hiệu quả nhanh hơn, sử dụng hỗn hợp dầu dừa và bột bắp. Để trị hôi nách với dầu dừa bằng cách này, người bệnh cần chuẩn bị 5 thìa cà phê tinh dầu dừa nguyên chất, 1/4 chén bột bắp và 1/4 chén bột nổi baking soda, 1 ấu to cỡ lớn. Bây giờ hãy tạo hỗn hợp trị hôi nách với dầu dừa và bột bằng cách trộn đều 1/4 chén bột bắp và 1/4 chén bột nổi trong ấu to. Khi hỗn hợp hai loại bột này đã mịn thì cho 5 thìa cà phê tinh dầu dừa vào và trộn nhuyễn mịn một lần nữa. Sau đó, lấy hỗn hợp này và thoa đều vào nách, mỗi ngày có thể thoa từ 1 tháng 2 lần, tốt nhất là vào lúc trước khi đi ngủ. Hãy nhớ vệ sinh vùng nách sạch sẽ trước và sau khi thoa hỗn hợp, bột phần còn thừa có thể cho vào tủ lạnh để dùng dần. Phương pháp trị hôi nách bằng dầu dừa có ưu và nhược điểm gì? Theo các chuyên gia, dầu dừa chỉ có công dụng thực sự khi được tinh chế. Chiết xuất đúng cách bằng nguyên liệu chuẩn, mà để chiết xuất được dầu dừa không hề dễ dàng như các bí quyết chia sẻ cách làm dầu dừa nhan nhản hiện nay. Bên cạnh đó, phân tích nguyên nhân sâu xa gây nên hôi nách là do tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh, tiết ra nhiều dầu và chất béo, cộng với việc nhóm vi khuẩn định cư ở nách sẽ ăn những chất béo, chất dầu từ mồ hôi tiết ra và sinh ra mùi hôi khó chịu, trong khi dầu dừa có chứa nhiều axit béo có lợi. Những axit này không chỉ tốt cho sức khỏe con người, nhưng việc trị hôi nách bằng dầu dừa có hiệu quả không? Hiện vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu, đánh giá khoa học nào về vấn đề này. Thực tế, chúng ta vẫn thấy mọi người dùng dầu dừa thoa lên phần nách sau khi tắm để khoảng 15 phút hoặc cũng có thể để qua đêm và cho rằng dầu dừa sẽ giúp thấm hút, khử mùi hôi và tiêu diệt vi khuẩn. Hiện nay trên thị trường, chúng ta dễ dàng mua dầu dừa với giá thành cũng không quá đắt và dễ sử dụng. Đồng thời đây là nguyên liệu tự nhiên nên không có tác dụng phụ như các sản phẩm chứa hóa chất. Tuy vậy, với những người có làn da nhạy cảm hoặc dị ứng với chất nào đó trong dầu dừa cũng có thể bị kích ứng, mẩn ngứa trên da. Thay thế dầu dừa trị hôi nách bằng sản phẩm đã được kiểm chứng, với những hoạt chất trong dầu dừa được coi là giúp kháng khuẩn, diệt vi khuẩn gây mùi vùng nách. Nhưng nguyên nhân gốc rễ của mùi khó chịu này là do hoạt động tăng tiết mồ hôi cộng với hoạt động của vi khuẩn gây mùi khu trú tại vùng nách. Chính vì vậy, dầu dừa không thể giúp diệt tận gốc của vấn đề là giảm tiết mồ hôi và giảm mùi hôi. Thay vì dùng dầu dừa trị hôi nách, nhiều người tìm cách khử mùi hôi nách chỉ chú ý chọn sản phẩm có mùi hương để lấn át và che đi mùi hôi nách mà không mấy ai tìm hiểu hay biết gốc rễ của mùi hôi này. Link mua sản phẩm trị hôi nách mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.